Thưa quý vị, quốc lộ 40B là tuyến đường trọng yếu nối từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My và kéo dài đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Kon Tum. Mỗi năm cả ngàn tỷ đồng được đầu tư nâng cấp hơn 200 km tuyến quốc lộ này, nhưng mỗi khi mưa lớn lũ về lại gây ra tại cầu sông Trường và sông Oa tại huyện Bắc Trà My, gây chia cắt toàn tuyến. Không chỉ giao thông bị nghẽn mạch, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Sau nhiều năm đề xuất, thậm chí là trên diễn đàn Quốc hội, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cho biết là phải gấp rút xây hai cầu vượt lũ trên tuyến quốc lộ 40B. Đây là công trình giao thông mà hàng vạn người dân miền núi Quảng Nam chờ đợi suốt hàng chục năm qua. Chỉ sau một đợt mưa lớn, hai cầu ngầm sông Trường và sông Oa thuộc xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My bị ngập sâu đến vài mét. Tuyến quốc lộ trọng yếu 40B này bị tê liệt hoàn toàn. Nếu thủy điện sông Tranh 2 xả lũ, cầu ngầm ngập sâu đến 7 mét, gây chia cắt 5 xã huyện Bắc Trà My và toàn huyện Nam Trà My. Vượt lũ, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Từ nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc, Bộ Giao thông đã khởi công xây dựng cây cầu này. Người dân rất vui mừng chờ đợi ngày hoàn thành. Hiện nay là đang triển khai công trình làm hai cầu. Chúng mong nhà nước là tạo điều kiện làm đẩy nhanh cái tiến độ thi công để người dân đi lại thông thương dễ hơn. Xây cầu vượt lũ qua ngầm sông Trường, sông Oa là niềm mơ ước của hàng vạn người dân huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Khi cây cầu này hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng cô lập như lâu nay. Và điểm đen giao thông này không còn là nỗi lo sợ của người đi đường, nhất là mưa lũ về đột ngột. Và khi cây cầu này hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Trà My, Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam và huyện Tumorong của tỉnh Kon Tum. Cũng dự kiến là cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm sau là dự án thi công xây dựng cầu sông Trường và cầu nước Oa là đúng 12 tháng là hoàn thành. Thì bọn tôi cũng ra sức cố gắng sẽ hoàn thành trong cái thời điểm đó. Được biết, tổng mức đầu tư hai công trình này hơn 70 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án không lớn về nguồn vốn nhưng lại có vai trò rất quan trọng về kết nối giao thông liên vùng từ phía đông lên phía tây của tỉnh Quảng Nam. Huyện Bắc Trà My cũng rất nỗ lực trong cái việc thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để thực hiện cầu vượt lũ. Cũng mong muốn là các bộ ngành và tiếp tục hỗ trợ để nhanh cái tiến độ làm thế nào để hai cái ngầm này sớm hoàn thiện trong thời gian sớm để chia cắt tạo phát triển kinh tế cho các xã cũng như là các huyện Nam Trà My. Cầu vượt lũ sông Trường và sông Oa trên quốc lộ 40B là công trình giao thông tạo tính kết nối từ ven biển Quảng Nam lên cửa ngõ phía Bắc Tây Nguyên. Ngoài hai cầu vượt lũ này, Bộ Giao thông Vận tải cần đầu tư ngân sách để nâng cấp đồng bộ hạ tầng tuyến quốc lộ 40B, chú trọng về chất lượng để đủ sức chống chịu với thiên tai.